giành được 56 huy chương vàng, Việt Nam giữ ngôi vị quán quân SEA Games 32 trong 2 ngày liên tiếp. Hiện tại trong ngày thi đấu thứ 6 SEA Games 32, Việt Nam đã giành được 56 huy chương vàng để tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 18 giờ 30 ngày 11 tháng 5 theo bảng tổng sắp huy chương trên trang chủ của SEA Games 32, https://cambodia2023.com, Việt Nam vẫn tiếp tục ở ngôi vị đầu bảng với 56 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 69 huy chương đồng. Tổng cộng, đoàn thể thao Việt Nam giành được 181 huy chương các loại. Tính đến thời điểm này, Campuchia đang ở vị trí nhì bảng xếp hạng huy chương với 56 huy chương vàng bằng với Việt Nam nhưng kém về tổng số huy chương giành được. Danh sách 56 vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games cho tới 18 giờ 30 ngày 11 tháng 5, ngày thi đấu thứ 6 của SEA Games 32. Hôm nay tiếp tục là một ngày vinh quang với Điền Kinh Việt Nam khi Nguyễn Linh Na giành tổng điểm cao nhất nội dung 7 môn phối hợp nữ để bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Hà giành huy chương vàng nội dung chạy 800m nữ với thành tích 2 phút 9 giây 15. Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công huy chương vàng cự ly 400 rào sau khi cán đích với thành tích 56 giây 29. Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền đã thiết lập kỷ lục mới ở môn điền kinh SEA Games. Bùi Yến Ly, môn cung Khmer, giành huy chương vàng hạng cân 57kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ của chủ nhà Campuchia Xoay Phin Tao với tỷ số lần lượt là 18, 19, 19 ở chung kết. Triệu Thị Phương Thủy giành huy chương vàng hạng 51kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ chủ nhà. Đây cũng là huy chương vàng thứ tư của đội tuyển cung Khmer tại SEA Games 32. Dương Thúy Vi đã giành huy chương vàng sau khi đạt điểm cao ở hai nội dung thương thuật 9,606 điểm và kiếm thuật 9,623 điểm. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên mà đội tuyển Wushu giành được tại SEA Games 32.